Chào các bạn, hôm nay thì chúng mình quay trở lại với các bạn với giáo trình Bối Ảo, bài 3. Và bây giờ chúng mình sẽ viết chữ Hán cử với nhau nhé. Từ thứ nhất các bạn có đó là từ nặng. Nặng có nghĩa là kia. Thì các bạn viết như sau. Đầu tiên nhé, thì bạn viết như này. Như này. Ta gọi là bộ đao, bộ nhị và bên cạnh là bộ diện, bộ liễu. Cái này bạn đọc là nặng có nghĩa là kia. Đao này thì là gì nhỉ? Đao là con dao nhé. Nhị là số mấy ạ? Nhị là số 2. Thế còn liễu, liễu thì viết dòng số 3 nha. Gạch dòng số đó là cây liễu. Cây bên hồ, được chưa? Na là kia. Na shi shenme? Kia là cái gì? Nếu mà có thêm bộ nhi đằng sau thì nó tạo ra trừ ở đó. Ta đọc là của chân na, tôi ở làm đó. À, còn nếu mà lại thêm bộ khẩu trước nữa thì tạo ra chữ nặng. Ni chuyên nặng, bạn đi đâu? Nỉ truy nặng, bạn đi đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một từ khác, đó là từ xuấy. Xuấy thì có nghĩa là ai. Chữ xuấy bạn viết như sau. Bộ ngôn, bộ truy. Cái này bạn đọc là xuấy. Xuấy có nghĩa là ai nhé. Ai. Để hỏi ai thì phải dùng gì ạ? Dùng ngôn, ngôn từ để hỏi. Đầu tiên bạn có bộ ngôn. Đằng sau là bộ nhân đứng. Chữ chủ thêm một gạch. Ta là chữ gì? Chữ truy. Truy có nghĩa là con chim. Hỏi thì dùng ngôn từ để hỏi, đuổi theo con chim để hỏi. Nǐ shì shuǐ, bạn là ai? Nǐ bàbà shì shuǐ, bố bạn là ai? Nǐ de lǎo shì shí shuǐ, thầy giáo của bạn là ai? Đúng không? Vậy ta đã được thêm một từ nữa, đó là từ shuǐ. Tiếp tục, ta có một từ shù. Shù là sách. Một giá sách, hai giá sách, kệ để sách, con mỏ sách, được chưa? Ta được chữ gì? Chữ su. Ở đây là chữ gì? Chữ thư. Một giá sách, hai giá sách, kệ để sách, con mỏ sách. Đặt câu với nó đi. Chữ sư sở mơ su. Đây là sách gì? Chữ sư khán ủy su. Đây là sách tiếng Hán. Na sư sấy tờ su. Đó là sách của ai? Na sư ổ tờ su. Đó là sách của tôi. Chúng ta đi tiếp thêm một từ nữa nhé. Đó là từ chợ, có nghĩa là đây. Chữ chợ bạn viết như sau. Bộ văn này, chấm này, viết số 3, vẩy sang. Bạn đọc chữ này là gì? Chợ có nghĩa là đây nhé. Bộ này bạn có là bộ gì? Bộ văn. Bạn biết bộ văn nghĩa là gì? Văn ấy, tức là văn học ấy. Thế chấm này, viết số 3, vẩy sang là bộ gì? Bộ xước, hay còn gọi là bộ gì? Bộ quai xước. Tức là bước chân đi. Chợ là đây, đúng không? Chợ sư sở mơ su. Đây là sách gì? Chợ sư in quấn su. Hoặc là in ủy su. Đây là sách tiếng Anh. Chợ sư của ba bà tờ su. Đây là sách của bố tôi. Ví dụ như thế. Bây giờ chúng ta có tiếp thêm một từ khác. Đó là từ thúng u. Thúng u có nghĩa là đồng ốc. Là người ở cùng phòng với mình. Đầu tiên bạn viết chữ thúng nhé. Chữ thúng thì làm như sao? Đầu tiên này, bộ này gọi là bộ quinh nhé. Nhất khẩu bạn đọc bán là chữ gì? Thúng. Bạn viết nó là chữ gì? Chữ đồng. Đồng chí, đồng ốc, đồng học đều dùng cái này được nhá. Đầu tiên bạn có bộ gì ạ? Bộ quinh. Quinh này có nghĩa là gì bạn nhỉ? Biên giới, nhất khẩu, mình không nói lại. Vừa rồi ta vừa viết được chữ thúng có nghĩa là đồng. Bây giờ chữ ốc thì ta làm thế nào? Đầu tiên bạn làm như sau, như này. Nhất tư thổ. Cái này bạn đọc là u hay còn ốc. Ốc này việc sao bạn có thể sử dụng cho từ địa ốc. Thế thì cái chữ ốc này này thì ta là gồm những bộ gì? Bộ thi nhé. Thi này có nghĩa là gì? Thi thể, cơ thể của mình đó. Nhất tư thổ thì bạn tạo ra chữ gì? Chữ chí có nghĩa là đến. Bây giờ làm sao để nhớ được cái chữ ốc này? Tức là chúng ta đến một cái tức là chúng ta mang cái thân thể của ta đến một nơi nào đó để ngả lưng nằm xuống thì đó là cái diện căn phòng của mình. Đồng ốc, đúng không? Là người ở cùng phòng với mình. Ốc, vậy nhớ chữ ốc là và cái thân thể của mình đến đâu đó. Chí là đến mà, đến đâu đó để nằm nghỉ. Đó là căn phòng, đồng ốc, thúng u. Tha sư của tờ thúng u. Anh ấy là người ở cùng phòng với tôi. Tha sư sư nì tờ thúng u. Anh ấy có phải người ở cùng phòng bạn không? Tha bú sự của tờ thúng u. Anh ấy không phải là người ở cùng phòng với tôi. Chúng ta đi tiếp một từ khác. Đó là từ
Khả ủy thì làm như sau: 1, 2, 3 chấm thủy. Sau ủy nhé, bạn đọc là gì? Khả hay còn gọi là gì? Hán. Gồm này, 3 chấm thủy có nghĩa là gì nhỉ? Là nước. Đằng sau bộ hiệu, hiệu có nghĩa là gì? Làm lại. Chữ ủy là gì? Ngôn, ngũ và khẩu. Cái này bạn đọc là ủy nhé. Ta gọi là chữ ngữ đi. Ngữ thì gồm gì? Ngôn này, ngũ này, ngũ là số 5 nhé. Và bộ khẩu ta nói lại. Được chưa? Bộ khẩu tôi nói lại. Thế thì chữ ủy là gồm ngôn, ngũ, khẩu. Khảm ủy là tiếng Hán. Khảm ủy nám mà tiếng Hán khó không? Khảm ủy khẩn nám tiếng Hán rất khó. Khảm ủy bú thai nám tiếng Hán không quá khó. Ủa chế chí khảm ủy, tôi học tập tiếng Hán. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Ta có một cái từ là khơ bận, là sách giáo khoa. Các bạn sẽ viết cùng với mình nhé. Đầu tiên từ khơ thì làm thế nào? Đầu tiên là bộ ngôn này. Bộ ngôn, bộ diện, bộ điền, bộ diện, bộ mộc. Cái này bạn đọc là khơ. Ở viết là chữ khóa. Khóa này có nghĩa là gì ạ? Khóa văn, bài khóa. Thì là trước có bộ gì nhỉ? Bộ ngôn này, bộ ngôn này, điền này. Điền là gì ạ? Điền là số ấm. Tiếp theo, mộc là gì ạ? Mộc là cái cây. Tiếp, bây giờ ta cho cả điền đi. Cả điền này, điền này, mộc này. Thì tạo ra chữ gì ạ? Chữ quả. Quả gì đó ấy, tính chung động là quả. Là hoa quả. À, ngôn ngữ. À, bây giờ làm nào để khơ là bài học đúng không? Thì làm nào? Bài học là gì? Bài học là ngôn ngữ. Đúng không? Chắc chắn phải là ngôn ngữ. Ừ. Bài học là kết quả của ngôn ngữ thì giáo giảng cho mình thì thành một cái gì ạ? Một cái bài học. Đó, chúng ta phải đưa ra các cái câu chuyện. Tuy rằng hơi chối tỉ tí nhưng mà nó sẽ giúp bạn nhớ được chữ. Được chưa? Chúng ta đi tiếp. Ta có từ bẩn. Bẩn này nhé. Các bạn gạch ngang này. Bạn có chữ đây là chữ gì ạ? Chữ bẩn. Bẩn này. Ở việc là chữ gì ạ? Chữ bản này. Bẩn này là cái gốc cây, cái gốc rễ. Đó. Hoặc là về sau nó sẽ dùng cho từ bẩn sự là quyền vợ. Y bẩn bẩn sự quyền vợ. Y bẩn khan ủy khơ bẩn, một quyển sách giáo khoa tiếng Hán. Úa hiệu y bẩn khan ủy khơ bẩn, tôi có một quyển sách giáo khoa tiếng Hán. Ní mải khan ủy khơ bẩn là ma, bạn đã mua sách giáo khoa tiếng Hán chưa? Ủa khái mấy yếu mải, hoặc là ủa khái mấy tôi vẫn chưa mua, đúng không? Ủa mấy yếu mải tôi chưa mua, úa mải là tôi mua rồi. Ví dụ như vậy. Chúng ta đi tiếp, ta còn một cái từ khác, đó là từ sứ tiện. Sứ tiện thì bạn làm như sau, là bộ ngôn tiếp, đúng không? Đằng sau là chữ ti. Cái này bạn đọc là sứ nhé, hay gọi là chữ từ nhé. Ngôn ta không nói là chữ này là chữ ti này. Ti này, hoặc là tư này. Nếu mà chữ tư, tư cơ thì đọc là sư chi, là ngoài xe. Còn cung sư, câu ti thì lại để âm là tên là chữ ti, được chưa? Cái này dùng cho từ lái xe cũng được, hoặc là dùng cho từ công ty cũng được. Đấy, chúng ta sau chúng ta sử dụng cái từ đơn này để ghép vào các từ khác là các bạn có thể đọc được rất vô tư. Chúng ta đi tiếp, chúng ta có cái từ tẻ thì làm thế nào? Như này, như này, như này, bạn đọc là gì? Tẻ có nghĩa là gì? Đẻ. Thế thì bây giờ ta làm nào? Đầu tiên nhá, ta vẽ như này, đúng chưa? Gạch ngang như này, kéo sổ xuống như này. À, và dưới là cái gì? Đó không chính bộ bát, bây giờ là bộ bát đấy. À, sứ điển có nghĩa là từ điển. Tôi đi mua từ điển tiếng Hán. Tôi đi mua từ điển Hán Việt. Bạn đã mua từ điển Việt Hán chưa? À, nhân nói về chuyện từ điển thì trên thị trường rất là loạn từ điển, đúng không? Nhưng các bạn nên tìm mua cái quyển từ điển mà tác giả là Trương Văn Giới và Lý Khắc Kiều Lục. Trương Văn Giới và bác Lý Khắc Kiều Lục thì là những người giáo viên rất là giỏi và họ làm sách rất là tương đối thực tế.
Còn các quyển sách đó nếu các bạn cần mua từ điển chuẩn thì các bạn có thể tìm mua tại số 10 ngõ 156 Hoàng Mai, Bạch Mai rồi. Thì chúng tôi đã phải nghiên cứu khoảng 100 quyển từ điển và chọn ra quyển từ điển cho sinh viên của tiếng Trung trường VN học. Thì chúng tôi có thể khẳng định nó là những quyển từ điển tốt, chất lượng cao. Các bạn ở xa thì có thể là chuyển tiền qua tài khoản mà bên tôi có thể chuyển từ điển qua đường bưu điện cho các bạn. Ví dụ như là Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Dương đều có thể chuyển qua được. Đây chúng ta đi tiếp. Chúng ta xem còn một cái từ nữa, đó là từ rư ủy. Rư ủy. Các thì ủy thì chúng ta học rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi chỉ học cái từ rư thôi. Rư như này. Bạn gọi là gì? Nhật. Bộ Nhật. Bộ Nhật. Đó. Rư này là Nhật. Nhật này có thể là Nhật Bản cũng được, hoặc là ngày cũng được. Thì nó có nghĩa hai nghĩa, một là mặt trời, hai là ngày. Izu một ngày. Trong văn viết người ta hay dùng izu, ký hợp đồng người dùng izu. Văn văn nói người ta dùng itien. Ủa chữ Quảng Châu itien, tức Quảng Châu một ngày. Còn ở trong văn viết thì nó sẽ dùng chữ izu là một ngày. Hoặc là mặt trời, đúng không? Rư có nghĩa là mặt trời. Từ kế tiếp, ta sử dụng nó từ chiêu sự. Chiêu sự chính là, ta viết làm sao? Đầu tiên, chấn đầu, khẩu, tiểu. Rồi bên cạnh là ta có gì nữa này? Bên cạnh là chữ vô nhá. Như này chữ vô này. Và bạn đọc là chữ gì ạ? Chiêu. Chữ chiêu này thì ở tiếng Việt nó chữ tự. Tách ra này, chấm đầu. Đầu này. Khẩu và tiểu. Tiểu là cái cây nhỏ, hai bên cây sẽ làm sao? Cây nhỏ đi. Đó là chữ gì ạ? Chữ tiểu. Thế làm sao là chữ này người gọi chữ gì? Chữ vô nhé, vô. Thì ta dạng chữ chiêu, chiêu. Ở bên Việt là chữ tiểu đấy. Chiêu sự. Chữ sự là nhẫn. Ở dưới là chữ tiện, bộ sơ. Bạn đọc là sự. Bản thân chữ sự không có nghĩa là làm nhé. Thì như này, đây, bộ này gọi bộ nhật này. Ở dưới là bộ sơ này. Sơ nhé. Hoặc đâu đó bạn sẽ tìm thấy các loại sách khác người ta ghi chữ thất nhé. Nôm na bạn hiểu nó là gì? Nó là đơn vị đo lường của người Trung Quốc, đúng không? Thế bây giờ là câu các bạn, chưa sư tha thâu khang của xí chảo, chính là cái thằng này nó xem tôi, xem trộm tôi tắm, đúng không? Chiêu sư tha chính là nó, đúng không? Mình túng là thằng kẻ trộm. Chiêu sư tha tha sư xẻo thâu chính là nó là thằng ăn trộm, được chưa? Chiêu sư chính là chiêu sư tha khang chèn của thâu thâu khang của xí chảo. Chiêu sư tha chính là thằng đó thâu khang của xem trộm tôi xí chảo tắm, ví dụ như thế, đúng không? Vậy chiêu sư chính là nói đó, chiêu sư, đúng không? Chúng ta tiếp, chúng ta xem còn một từ nữa, đó là từ hứng hiểu. Hứng hiểu bạn làm như sau: hai người bên cạnh nhau thì bạn tạo ra chữ gì ạ? Chữ hứng. Hứng có nghĩa là chữ gì? Chữ bằng nhé. Nguyệt này, nguyệt có nghĩa là gì các bạn? Ánh trăng, được chưa? Thề nguyện dưới trăng làm bạn của nhau. Thế còn chữ đằng sau này, còn là này. Chữ yêu hoặc là chữ hiểu, hai cách đọc, được chưa? Hứng yêu, hứng hiểu là chữ hữu là người bạn. Tha sư của tờ hứng hiểu, anh ấy là bạn của tôi. Tha sư sư nhì tờ hứng hiểu, anh ấy có phải bạn của bạn không? Tha ú sư của tờ hứng hiểu, anh ấy không phải là bạn của tôi. Kể đến bây giờ chúng ta có một cái từ gọi là từ trá chữ, là tạp chí. Ta viết từ trá chữ nhé. Đầu tiên này thì cửu, nhất, tiểu. Bạn có chữ gì ạ? Chữ trá hay gọi là gì? Tài. Cửu là số mấy các bạn nhỉ? Cửu có nghĩa là số 9, nhất là số 1 đúng không? Và tiểu là bé nhỏ. Trá này có nghĩa là gì? Tạp nha, tạp nha. Các bạn thấy giống cái cây nhỉ? Giống bộ mọc ấy, gần như thế. Ở trên có số 9 đúng không? Có 9 loại cây thì tất nhiên là rất là tạp nham rồi. Trông gì trông nhiều thế, trông nhiều thế, đúng không? Tạp nham thế, đúng không? Thế còn chữ trừ thì là thế nào? Ở trên bạn có bộ sĩ, ở dưới bạn có bộ tâm. Vậy bạn có chữ trừ. Ở bên là chữ trí nhá. Thì ở trên này, bạn có bộ sĩ này. Sĩ này có nghĩa là ông quan hoặc là người thanh niên trưởng thành. Ở dưới ta có bộ tâm. Một vầng trăng khuyết, ba sao liền kề. Được chưa? Một vầng trăng khuyết, ba sao liền kề. Hoặc là một vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời. Có nhiều dị loại, đúng không? Thế thì cái người mà có quyết tâm để làm gì ạ? Làm quan.
cái người có quyết tâm để làm thì là quan, người đấy là người có trí, chứ là chính chữ trí ấy, đúng không ạ? Trá trự thì là tả trí. Ủa chi mà trá trự, tôi đi mua tạp chí. À, ủa mấy hiểu khả nhìn chứ trá trự, tôi không có tạp chí Hán Anh. À, ní hiểu inh ủy trá trự mà, bạn có tạp chí tiếng Anh không? Ủa hiểu inh ủy trá trự, hoặc là inh uốn trá trự, thường là dùng inh uốn nhiều hơn. Ủa hiểu inh uốn trá trự, tôi có tạp chí tiếng Anh. Ví dụ như vậy, chúng ta sẽ đi tiếp. Ta có một cái từ in nhuệ. In nhuệ có nghĩa là âm nhạc nhá. In nhuệ, trên bạn có bộ lập, ở dưới bạn có bộ nhạc. Vậy bạn sẽ đáp đó là in, hay còn gọi là chữ âm. Lập này thì là gì? Lập có nghĩa là đứng vững. Đứng vững. Nhật thì học rồi, nhật là mặt trời, đúng không? Đứng cả ngày để nghe âm nhạc, thấy âm thanh hay quá, đúng chưa? Chữ nhuệ thì các bạn viết như sau. Cái này bạn đọc là nhuệ. Âm viết nó là chữ nhạc. Chữ này nó có một cách đọc khác nữa là lựa. Khi nó đọc là lựa thì nó có nghĩa là gì? Lạc. Lạc thú ở đời đấy. Còn âm nhạc thì nó đọc là nhuệ và âm viết nó là nhạc. Ủa chỉ hoan thinh in nhuệ, tôi thích nghe nhạc. Ủa chỉ hoan thinh in nhuệ, tôi thích nghe nhạc. Ủa bù chỉ hoan thinh in nhuệ, tôi không thích nghe nhạc. Ní chỉ hoan thinh in nhuệ mà, bạn thích nghe nhạc không? Ủa dễ bù chỉ hoan thinh in nhuệ, tôi cũng không thích nghe nhạc. Ủa mắn tâu bù chỉ hoan thinh in nhuệ, chúng tôi đều không thích nghe nhạc. Đó, chúng ta phải cho từ vào câu, ghép lại cho thành câu, đúng không? Trên này chỉ là một số những cái chữ mà mình hướng dẫn cho bạn thôi. Còn nếu mà muốn đầy đủ vào chương trình học online thì các bạn sẽ mua chương trình online của thuyenchu.vn, trong đó cũng đủ 1.500 chữ từ hàng 1 cho đến hàng 4 luôn, 60 bài luôn, thì các bạn học thoải mái chữ Hán luôn. Mà đủ 1.500 chữ thì quá tốt rồi, là thi được HK4 rồi, là vào tốt, là có nhiều đầu vào trường đại học của bên Trung Quốc là của chúng ta xong rồi, đúng không? Chúng ta đi tiếp nhé. Bây giờ ta có một cái từ là trung thân, tức là trung thôn. À, tên một người Nhật đi, đúng không? Mà người ta phiên thành tiếng Trung, người ta có từ trung thân. Bạn viết như sau, vẽ anh chị Nhật kẻ dọc xuống thì bạn đọc anh chị Trung nhé. Việt Nam ta gọi chữ này chữ Trung đi. À, vẽ anh chị Nhật kẻ dọc xuống anh chị Trung. Trung Quốc đấy, nước Trung Quốc đấy. Người Trung Quốc người ta cho rằng họ là cái giống của vũ trụ, là đất nước trung tâm của vũ trụ. Vậy nó đặt tên nước của họ là Trung Quốc, Trung Quốc. Đó, chữ Trung ta vẽ chữ Nhật kẻ dọc xuống là ra chữ Trung. Thế còn chữ Xuân thì làm thế nào? Bộ mộc đằng trước các bạn nha, đằng sau có bộ gì ạ? Bộ thốn nha. Cái này bạn đọc là chữ Xuân. Ở đây là chữ thôn. Cái thôn thì là sao? Thôn phải có gì ạ? Phải có cây, đúng không? Bộ mộc. Trong cái thôn thì phải có gì ạ? Có thốn. Thốn là gì ạ? Tất đất đấy, đúng không? Ừ. Thôn thảm xã thì phải có cây cối, đất đai thì gọi là cái thôn, đúng không? Trung xuân tức là trung thông, tên của người Nhật phiên sang. À, về cái vấn đề này, vấn đề rất đau đầu với người mới học tiếng Trung. Người ta cứ xuyên hết tiếng Anh, người ta không để Ronaldo, người ta chảnh râu đáng tua. Maradona thì mà lá thuân na, Argentina, Argentina, Brazil, Passi, tức là họ chả giữ cái gì. Ví dụ như là MU đúng không, Manchester United đúng không, thì là người ta đặt tên sang tiếng Trung. Cái này là gây khó dễ cho chúng ta rất nhiều. Vậy vượt qua nó một cách nào? Chúng ta có thể mua cái quyển từ điển là tên riêng Anh Trung, Trung Anh. À, hoặc là chúng ta thường xuyên xem các cái chương trình clip, các cái bộ phim của Trung Quốc, hoặc là các chương trình thời sự của Trung Quốc, thì chúng ta bắt đầu nắm dần nó. Cái đấy là tích tiểu thành đại, dần dần các bạn sẽ qua thôi. Ok. Trung thôn tức là trung thôn. Tôi tên là Trung Thôn. Ủa chào Trung Thôn. Bạn tên là gì? Nǐ jiào shí me míng zì? Bạn tên gì? Ủa chào Trung Thôn. Tôi tên là Trung Thôn. Tiếp tục, ta có một từ khác là từ Dư Bẩn. Dư Bẩn. Cái này học rồi đúng không nào? Dư này là bộ Nhật đúng không? Nhật này. Chữ Bẩn này thì bạn làm nào? Chữ Bẩn là chữ điện, chữ bạn nhé. À, ủa sư Dư Bẩn nhân. Tôi là người Nhật Bản. Nǐ shì nǎo guó rén? Bạn là người nước nào? Wǒ shì yuán nán rén. Tôi là người Việt Nam. Nǐ shì bù shì yuán nán rén? Bạn phải người Việt Nam không? Wǒ bù shì yuán nán rén. Tôi không phải người Việt Nam. Wǒ shì zhōng guó rén. Tôi là người Trung Quốc.
Từ cuối cùng, khang rư xứ thiện. Khang làm này, học rồi đúng không? Khang làm này, rư cũng học rồi đúng không? Ok, xứ cũng học rồi. Từ này, tẻ khang rư xứ thiện. Và câu đó đấy, ủa cán mải ý bẩn khang rư xứ thiện. Tôi vừa mới mua được quyển từ điển. Hám nhận ní mải khang rư xứ điển lớn má. Bạn đã mua của từ điển hám nhận chưa? Ủa khai mấy mải tôi vẫn chưa mua. Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn cho bạn xong bài 3 của giáo trình Bôi à. Phần với chữ chúng ta sẽ còn hẹn lại nhau với bài 4, bài 5, bài 6. Nếu các bạn comment ở bên dưới, các bạn hãy nói rằng các bạn muốn có bài 4, muốn có bài 5, muốn có bài 6, thì mình sẽ có động lực để làm tiếp. Còn các bạn không comment, mình lại trốn, lại đi chơi. Và lâu thì hên xui thì mình mới làm, đúng không? Còn các bạn muốn mình làm, các bạn phải comment bên dưới nhá. Hoặc các bạn muốn mình làm các chủ đề khác, các bạn cũng comment bên dưới cho mình, được chưa? Comment, subscribe, like, đó là một thứ rất lịch sự. Và đó là động lực giúp mình có thể làm tiếp thật nhanh, thật nhiều để ủng hộ cho các bạn. Thế còn các bạn nào muốn là có đầy đủ toàn bộ hệ thống 60 bài của giáo trình Hán ngữ ấy. Không phải giáo trình này đâu, giáo trình Hán ngữ cơ. Tại mình cảm thấy là mình thích giáo trình Hán ngữ hơn. Cái này thì mình làm là bởi vì các bạn thích, mình làm thì mình làm thôi. Các bạn yêu cầu thì mình làm thôi. Còn cái bộ mang tính xương sống ấy, là bộ giáo trình Hán ngữ cơ, 6 tập ấy. Đấy, bộ này mới là bộ hay. Đầy đủ 1.500 chữ thì bạn mua chương trình online của Thế Chương Trường là xong. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bài 4. Nếu có comment. Xin chào, tạm biệt.